Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với phiên bản quốc tế. Và vẫn như mọi khi, mình sẽ solo squad và nhảy vào khu ít người. Ở mấy khu này thì ít người lắm, có vài người thôi. Và mình cũng chia sẻ luôn với các bạn. Hồi nãy thì mình cũng vừa vô tình đọc được một cái comment khá là khó chịu. Và comment đấy viết là mình cũng không nhớ rõ ngôn từ lắm, nhưng đại loại là như này: xem clip ông này nhiều rồi và ông này chỉ chơi phiên bản China thôi, tại vì bản China toàn gà, không dám chơi phiên bản quốc tế. Vâng, bay vào bản quốc tế nó hiếp chết ngay, kiểu như thế, mà rơi xuống là nó giết ngay đấy, đại loại như thế. Và hôm nay thì mình sẽ cố gắng bắn cực kỳ hổ báo để cho các bạn xem bản quốc tế với bản China nó sẽ khác nhau như nào. Ui dồi ôi, đây rồi, súng đây rồi. Khu này là khu ít người, chắc là không có ai đâu. Chúng ta cứ loot thôi. Vâng, đùa thôi nhá. Khu này mà ít người thì chả biết khu nào sẽ đông hơn. Nên chúng ta sẽ loot nhanh cái nhé. Rồi mình sẽ di chuyển đi. Không thể đứng ở đây được. Và mình sẽ kiếm cho mình bộ giáp với lại cái mũ nữa nhá. Để khi mà đi bắn nhau nó lợi mình hơn một tí. Tại vì bắn vào đầu thì một viên có khi lại lăn đùng nó chít. À đây rồi. Cái định mệnh bắn nhiều thế không chết kìa. Thằng này chắc tầm một viên nữa thôi là ngã này. Ui dồi ôi, biết ngay mà. Một viên thôi, rụng ngay. Ơ kìa, thanh niên không thấy mình. Nan ý. Rồi vào cứu bạn. Hello motherfucker. Thanh niên cứu bạn giữa trốn không người. Còn bạn nó khá là đông này. Cái địt mệnh chổng đít vào mặt tao này. Bị nóc rồi thì đi nấp đi. Con chồng đít vào mặt người khác thì bảo làm sao không ăn một bả đạn được. Phải lý thông ngay. Ok, bạn nó đang tìm mình. Hello. Ui dồi ôi. Còn thằng nữa này. Chắc là thằng cuối. Rồi, thấy cái mặt lòi ra lòi vào rồi. Đang vào cứu. Ok. Ui dồi ôi. Cái gì vậy? Hết hồn. Vâng, công nhận bản quốc tế nó khác với bản China thật. Tại vì khi mà bị knock ấy thì bọn China nó đéo bao giờ cứu đâu. Mình thề luôn, đéo bao giờ có chuyện cứu. Và nó sẵn sàng bỏ mặc đồng đội chết để loot đồ. Còn bản quốc tế thì khi mà bị knock ấy, đồng đội cứu rất là gắt luôn. Quay lại cứu ngay. Mình cũng công nhận là bản quốc tế tình tương thân tương ái khá là cao đấy. Rồi, súng đạn khá nhiều. Nhưng các bạn xử lý không được tốt rồi. Ok, chắc là clear rồi. Mình sẽ loot hết cái khu này. Khá là rộng nhưng một nốt nhạc thôi. You.
Cái gì đây? Ui dồi ôi, hết hồn, bọn này đâu ra vậy? Cô giúp việc. Trời ơi, cái tên dễ thương ghê á. Ok, knock 2 rồi. Còn 2 nữa. Chắc là bọn này từ bên chung cư sang. Trước mặt này. Ui chả thằng nào có scope hết. Toàn holo red dot thôi không à. Nó ở nhà kho bên kia rồi. Ra đi bạn ơi. Đồng đội đai hết rồi. Zolo đi làm ván mới nào. Thằng này cũng nhây nhỉ. Vâng, bạn nằm xuống. Hết rồi. Ok, trận này bắn SKS đi. Bắn xa thì cái dòng SKS rất là mạnh. Đạn 7 mà. Bạn không qua thì mình qua vậy. Ui dồi ôi, nghĩ gì vậy? Andy Nguyễn, ok, team Việt Nam 8x này, nhặt chi cho nhiều vậy. Bạn thì nằm xuống hết rồi. 8x thì cầm cả hai cái ship đồ à? Chắc là nó tính gắn vào Uzi để sấy xa đấy. Tuyệt vời. Vâng, ý tưởng rất tốt.
Ủa, khi như nhà mở cửa này. Ui chạy nhanh thế. Hình như mình không lầm là có nguyên một team nó ở đây. Một bé này. Đâu rồi? Cứu nhanh thế. Cứu nhanh vậy má. Cho nó hết cứu luôn đi. Nó đẩy sang này. Ui dồi ôi, bình tĩnh. Ép người thế. Bỏ cái gì? Con lợn này. Play thì chạy lại, ok. Nguyên team thôi hả? Bây giờ thì lút đồ thôi. Đơn giản. Các bạn thấy gắt chưa ạ? Nếu mà thấy chưa gắt thì mình sẽ đi kiếm thêm người để cho nó gắt ha. Mấy con lợn này được đấy, thích đấu súng rồi mình chiều. Ui rồi ôi, đẩy luôn á. Lầy thì đẩy. Đẩy cho cố vào. Bây giờ dầu nhớt nó tung tóe hết cả lên. Khổ thân. Còn thằng nữa lấp ló bên kia kìa. Núp luôn rồi. Ra mà chơi luôn bạn ơi. Nhanh kẻ bo rồi. Thôi, chắc mình sẽ di chuyển vào bo. Chơi với nó thế đủ rồi.
Bo như này chắc là mình sẽ lấy khu nhà nhá. Ui dồi ôi, thính kìa. Ok, nhà Doraemon có người này. Bắn cái éo gì vậy? Ui dồi ôi, hai thằng luôn. Mình cứ tưởng một cơ. Cái định mệnh vãi. Đảo như đúng rồi. May thanh niên kia cũng ngáo. Không hề mình hẹo rồi. Ủa, hòm bên trong người ta. Bên ngoài cũng lúc được. K98 này. Tuyệt vời. Rồi bắn nhau bên này. À cứu này. Một cỏ. Bên này khá là hay. Khi mà bắn thì chúng ta sẽ biết được mình bắn trúng hay không. Đấy, lại trúng rồi. Nhưng đéo vào đầu. Ủa, núp đâu hết cả rồi. Bắn thằng nóc đi. Ok. Pro Murat. Thank you bạn vì một kill nha. Ui rồi ôi, lại skill đào với lại nhảy nữa thì thôi chịu. Ủa, bộ cỏ sao bị knock này? Ui rồi ôi, bạn chỉ biết đứng nhìn thôi. Vâng, chắc là team 4. Chết 2 rồi. Chuẩn bị bo. 10 giây. Chắc là mình sẽ phải di chuyển vào bo thôi. Úi, đi luôn kìa. Ghê. Các bạn đi luôn thì mình bắn với ai? Chạy thẳng vào khu nhà. Hay lắm bạn ơi. Mình cũng đi đây. Không thể sống ở đây được. Nhưng trước khi đi thì các bạn nên phun nước. Đây là cái yếu tố quyết định khiến các bạn sống hay không khi mà bị sấy lên xe. Cái viền này được đấy, mình sẽ di chuyển từ đây. Khu nhà không biết có người không, chứ không thấy ai chạy ra nhỉ. Mình sẽ lấy cái chòi. Nếu mà bình thường ấy thì chắc chắn là khu nhà có người và từ trong hướng nhà sẽ xuất hiện ra một mảng người. Đây rồi. Một bé này. Một shot, một kill. Ghê. Tên hơi bị gắt đấy. Bây giờ thì là một shot rồi. Nhưng chưa biết thì có kill được không đây. Để xem đồng đội nó sẽ chạy đến cứu hay lại bị bỏ rơi. Với góc bo như này thì chắc cũng bị bỏ rơi thôi. Khổ thân. À. Biết ngay mà. Kiểu gì khu nhà nó cũng có người. Bò cái éo gì vậy? Rất may là cái chòi còn trong bo. Rồi bạn ấy chết luôn rồi.
Ủa? Hello bạn Cường Lít nha. Ai? Còn 4 người nữa. Không biết có phải một team hay không đây. Cầu mong sẽ là 2-3 team. Mình phải di chuyển vào bo rồi. Uống full nước cái đã. Giàng A Vũ đã kêu bạn tít tít 123. Căng nha. Team Việt Nam à? Còn 3 người nữa. Ok. Cố lên nào. Hình như mình nghe tiếng bò. Ui, bị sao đấy? Cứ hay thì bò này. Nguyễn Khắc Na. Ok, team Việt Nam rồi. Hay lắm. Thấy mình chưa vậy? Vẫn đang nhìn qua hướng lúc nãy. Bạn nó tới này. Ui rồi ôi Giàng A Vũ. Hello bạn. Tí nữa thì một pha sấy lỗi. Nhưng đáng tiếc thì ui rồi gốc cây phía trước. Nhìn cây dè. Bom thấp rồi. Bom mình. Win rồi. Ui rồi ôi. Hello. Hello Việt Nam. Vâng, 2-3 kill. Tuyệt vời. Nốt thằng này nữa. Nhìn này. Yếu rồi. Ui rồi, đảo. Ý, gì đấy? Ok, top 1, 24 kill. Quá tuyệt vời.